Trung Quốc đã khởi đầu bằng một điểm số với cú phân bóng của Du Tinh, nhưng sau đó thì họ đã để cho Iran sang bằng điểm số 1-0. Bóng đá xuyên chắn, bóng chạm trắng của Iran ra ngoài. Rất tốt, lần này thì các cô gái Iran đã có điểm số. Pha bật nhảy tốt và đập chính xác ở vị trí số 2 đã giúp cho Iran có điểm khi mà bóng bật chắn ra ngoài. Đó là pha đá bóng ngoài chắn của cầu thủ bên phía Trung Quốc. Trong trận này thì trọng tài số 1 là trọng tài Kizuhi, trọng tài người Hàn Quốc. Trọng tài thứ hai là bà Joshi, người Philippines. Cú bỏ nhỏ thành công của số 6 bên phía Iran. Họ đã vươn lên dẫn trước 4-3. Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á thì Việt Nam cũng tham dự và chúng ta đã có hai trận đấu rất xuất sắc, vượt qua Nhật Bản 3-2 và thắng Mông Cổ với số 3-0. Với thành tích này thì Việt Nam đã lọt vào vòng 2. Cho đến hiện nay lọt vào vòng 2 đã có Việt Nam, Nhật Bản. Nhật Bản cũng đã có thành tích tốt sau khi vượt qua Mông Cổ 3-0 và họ có 4 điểm ở bảng C. Trước trận đấu này thì đã diễn ra một cặp đấu ở bảng B. Bảng đấu có 4 đội gồm Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc và Sri Lanka. Trận đấu kết thúc trong buổi chiều ngày hôm nay là cuộc đối đầu giữa Sri Lanka và Thái Lan. Thái Lan thắng với số 3-0. Thái Lan cũng đã hoàn tất 3 trận đấu vòng bảng của mình bằng việc có được 9 điểm, tức là 3 trận thắng với cách biệt 2 set trở lên. Thái Lan thắng Đài Loan Trung Quốc 3-0, thắng Hồng Kông Trung Quốc 3-0 và vượt qua Sri Lanka 3-0. Ở bảng B, Thái Lan dẫn đầu, xếp thứ hai là Đài Loan, Trung Quốc. Trong khi đó bảng A thì gồm có nữ Trung Quốc, nữ Iran và nữ Ấn Độ. Ở lượt đấu đầu tiên thì nữ Ấn Độ đã thua 1-3 trước nữ Iran. Sau đó thì nữ Ấn Độ tiếp tục thua 0-3 trước đội tuyển nữ Trung Quốc. Và đây là lượt đấu cuối cùng ở bảng A. Như vậy đây sẽ là trận đấu xác định đội đầu bảng A. Một lần nữa thì bóng đập xuyên chắn, hàng chắn của đội tuyển Iran bật rất cao. Libero của tuyển Iran cũng không thể làm được gì. Chắn bóng tốt. Số 6 của Trung Quốc đã có pha bật chắn tốt. Đó là Zhang Jiji.
Lần này tiếp tục là một pha ghi điểm bằng cú chắn bóng thành công của tuyển Trung Quốc. Ở giải này thì đội tuyển nữ Turkmenistan đã không tham dự. Và nếu như tham dự thì đáng lẽ ra Turkmenistan có thể nằm ở bảng đấu có sự có mặt của tuyển nữ Việt Nam. Và phản bóng của Yang Junjing. Chắn bóng tốt. Vận viên số 7 của Iran, Talatoka. Đã có pha đập bóng không có tay chắn của Trung Quốc. Điểm cho Trung Quốc 11-7. Giải năm nay thì Trung Quốc tổ chức ở thành phố Thiên Tân. Ali Khani phát bóng. Tuyệt vời. Vẫn là pha ghi điểm tốt ở vị trí chủ công số 4 bên phía Trung Quốc. Tiếp cho đội tuyển Iran.
một pha ghi điểm nữa cho Trung Quốc. Trước đó thì vận động viên số 1 của đội tuyển Trung Quốc đã có động tác ra bước chân bóng và tạo điều kiện thuận lợi để họ kết thúc ở vị trí số 2. Chân bóng ra ngoài. 15-9, khoảng cách đã được nới rộng lên thành 6 điểm cho Trung Quốc. Iran đã có sự thay đổi vận động viên số 4 và số 11 vào sân. Số 6 và số 10 của họ rời sân. Như vậy là Ali Khani, Saman và Made đều đã rời sân. Số 4 Fala, vận động viên vừa vào sân phát bóng. Điểm cho Iran. Một bước nhảy chưa phải là quá cao, cú bật đà chưa phải quá cao để đập bóng, nhưng vẫn có điểm cho đội tuyển Iran. Dứt điểm tốt, cú dứt điểm ngoài chắn ghi điểm cho tuyển Trung Quốc của số 8 Giang Chu Lây. Bóng ngoài chắn. Tôi thấy là kỹ thuật di chuyển rất linh hoạt của đội tuyển nữ Trung Quốc, trong khi nữ Iran có phần di chuyển chậm chạp hơn. Chắn bóng thành công cho tuyển Iran. Đó là pha ghi điểm tốt của số 5 Chalahan Neda. Số 9 của tuyển Iran vào sân, đó là Rusta Ana. Không được, một pha phối hợp tấn công lỗi của tuyển Iran. Những cô gái đến từ những đất nước Hồi giáo luôn phải thi đấu
với những bộ trang phục rất kín. Những gì mà chúng ta thấy trong thể thao thì đặc biệt là những môn hội đủ những yếu tố bật đà, bật nhảy và phải di chuyển nhiều như thế này sẽ là bất lợi với những cô gái của Iran. Trong khi đó, đội tuyển nữ Trung Quốc họ tấn công linh hoạt, đa dạng và phối hợp di chuyển tốt. Ít khi có những đường bóng với áp lực từ phía đội tuyển nữ Iran khiến họ phải ở thế phòng thủ. Nội dung bóng chuyền nữ châu Á thì Việt Nam cũng đã có hai lần được đăng cai, một lần vào năm 2003 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một lần năm 2009 tại Hà Nội. Khi đó đội tuyển vô địch là đội tuyển Trung Quốc. Xin lỗi quý vị, đội tuyển Trung Quốc năm 2003, còn năm 2009 là đội tuyển Thái Lan. Ở khu vực châu Á thì những đội tuyển bóng chuyền nữ mạnh phải kể đến Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc. Đội tuyển Kazakhstan cũng đánh giá khá cao. Và chính vì thế mà chúng ta thấy ở mùa giải năm nay, đội tuyển Việt Nam thắng được đội tuyển nữ Nhật Bản, dù không phải là đội nữ mạnh nhất của họ, cũng đã là một hiện tượng, một dấu ấn đậm nét đối với bóng chuyền nữ của Việt Nam. Trong 17 lần tổ chức trước đây thì Trung Quốc chiếm đa số những lần vô địch. Suốt từ năm 1987 cho đến năm 2005, Trung Quốc đã vô địch liên tiếp ở các giải bóng chuyền nữ châu Á. Thái Lan mới chỉ nổi lên khoảng gần chục năm trở lại đây, khi họ đã vô địch vào các năm 2009 và 2013. Rất căng. Mặc dù libero của Iran đã cố gắng phòng thủ nhưng cũng không thành công. Điểm tốt cho Trung Quốc 24-14, chỉ một điểm nữa thôi đội tuyển Trung Quốc sẽ vượt qua Iran trong set đấu thứ nhất này.
Lần này thì rõ ràng là hàng chắn của Trung Quốc đã quá chủ quan. Họ đã không hề có một phản ứng bật chắn nào cả trong pha tấn công vừa rồi của nữ Iran. Như vậy là set 1 đã kết thúc với điểm số 25-15 nghiêng về nữ Trung Quốc và trận đấu với nữ Iran. Với những diễn biến đã theo dõi thì có thể thấy đây là trận đấu sẽ có tỷ số chênh lệch và dự đoán là 3-0. Bốn điểm ghi từ những cú tấn công của đội tuyển Trung Quốc, trong đó có 3 điểm được thực hiện bằng những cú chắn bóng. Chúng ta bước vào set đấu thứ hai của trận đấu giữa Trung Quốc và Iran. Cú bò nhỏ khá hay của số 2 bên phía Trung Quốc. Đầu bóng chính xác. Bóng ăn cuối vạch. Trung Quốc tiếp tục mở điểm ở trong trận đấu thứ hai.
quá khó. Nhưng bắt đầu Quý Đan đã chủ quan trong pha bắt bước 1 vừa rồi, khiến cho đồng đội không kịp hỗ trợ. Chắn bóng chính xác. Hai đều cho tuyển Iran. Quá hay, lần này là một tình huống dứt điểm ngay trên lưới của đội tuyển Trung Quốc. Một cuộc tấn công dứt điểm nhanh của tuyển Trung Quốc giữa lưới thành công. Khởi động rất nhanh chóng, lúc này Trung Quốc đang dẫn với tỷ số 8-2 trong trận đấu thứ hai.
狗就在那吵，好像是狗在吵。那你是什么？其实可能球还没掉，你先掉。快，我求你。来，我们来讲一下重点啊，稍微慢点，注意点转移。还有时候就一看前后的都有啊。然后如果跟上的话，就是别说这样了。继续进行，时间到。Rất bất ngờ cho hàng chắn của Trung Quốc. Một cú bỏ nhỏ dứt điểm ngay. Cứ điểm của Iran. Dứt điểm chuyền người tốt, lại một pha đánh nhanh ghi điểm của Trung Quốc. Số 9 của Trung Quốc đã vào sân, Zhang Chaning. Và số 11 của Iran vào sân Khodokamasa và Provin Phala Eham. Rất hay, không cần bật đà nhiều. Sự lúng túng trong pha phập vừa rồi của đội tuyển Iran đã phải trả giá.
dứt điểm chính xác. 15-4. Pha phản bóng hỏng của Trung Quốc. 5-10. Đó là một pha bắt bước một lỗi của libero bên phía Trung Quốc. Đội tuyển Iran đã có 3 điểm liên tiếp. 7-15. Hội kỹ thuật lần thứ 2 trong trận đấu thứ 2. Pha phân bóng hỏng tiếp tục của tuyển nữ Trung Quốc. 8-16. Và đây là pha chạm bóng ghi điểm của số 2 bên phía đội tuyển Trung Quốc, Du Tinh. Thực tế thì tuyển Iran vẫn còn trình độ rất chênh lệch với đội tuyển nữ Trung Quốc, và chính vì thế mà sự kịch tính không có nhiều trong cặp đấu này. Rất bất ngờ và vận động viên bắt bước 1 của Trung Quốc cũng đã không thể làm được gì.
伊朗队进球第二十三分。Điểm số đã là 29, lần lưu ý của đội tuyển Iran. Chắn bóng tốt. Hết. Những pha bật nhảy dứt điểm của đội tuyển Iran đều khó có thể qua được các thanh chắn của đội tuyển nữ Trung Quốc. Số 7 của tuyển Iran rời sân. Vận động viên Given Zinat và thay cho cô là Khazer Madie. Quá tuyệt vời, phối hợp cực kỳ ăn ý và dứt điểm chính xác bằng một cú đập bóng rất cắm của Du Tinh. Như vậy đó là của số 8 Giang Chulay. Quả bóng cũng đã giúp cho Trung Quốc thắng trong trận đấu thứ hai với điểm số 25-9, rất cách biệt. Họ đang dẫn trước Iran với tỷ số 2-0.
trận đấu thứ 3 của trận đấu giữa Trung Quốc và Iran. Bằng kỷ điểm rất dễ dàng, như vậy là cả 3 trận đấu thì tuyển nữ Trung Quốc đều là những người mở điểm. Vẫn là một pha ghi điểm tốt của tuyển Iran, 2-2. Dứt điểm tốt, 3-2. Bóng bật chắn ra ngoài, ghi điểm cho đội tuyển Trung Quốc. Kết
thêm một pha chắn bóng thành công. Số 9 Giang Chan Ninh đã ghi điểm. Những ý đồ tấn công của tuyển Iran thường bị bất bại và các cô gái Trung Quốc chắn dễ dàng. Thời gian hội ý kỹ thuật thứ nhất trong lúc này thì Trung Quốc đã vươn lên dẫn 8-5. Chắn bóng tốt. 11-6 cho đội tuyển Trung Quốc. Yeah.
pha di chuyển và đội bóng chính xác của tuyển Trung Quốc số 1 Yuan. Có được đội hình phối hợp bật chắn thành công đối với đội tuyển Iran. Mỗi đợt tấn công của Trung Quốc là mỗi lần mà họ sẽ ghi điểm. 14-10. Bóng không hề chạm chắn của Trung Quốc và ra ngoài. 15-7. Lần đối kỹ thuật thứ hai trong trận đấu thứ ba. 16-7 là điểm số mà đội tuyển Trung Quốc đang dẫn trước đội tuyển Iran. Đó là ở bảng D. Vòng 2 của giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2015. Sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 5. Các trận bán kết sẽ đánh vào ngày 26. Số 3 của Trung Quốc thuận tay trái và vừa rồi cô đã có một pha đá bóng chính xác. Đó là vận động viên Yang Fang Shu.
Đã được một lỗi. 29 cho Trung Quốc. Rất khó để chống đối những cú đập chéo ngoài chắn như thế này của thủ công bên phía đội tuyển Trung Quốc. 21-9, chiến thắng Trung Quốc đang đến rất gần với đội tuyển nữ Trung Quốc. Bóng bật chắn sang ngoài, 12-23. Điểm match point cho Trung Quốc. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với chiến thắng trong set 3 25-12 nhưng với Trung Quốc mà họ vượt qua đội tuyển Mỹ Lan với tỷ số 3-0. Trận đấu ở lượt cuối bảng A
giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2015 đã khép lại với chiến thắng 3-0 của Trung Quốc trước Iran. Có như vậy là Trung Quốc đã có được chiến thắng thứ hai và họ có 6 điểm đứng đầu bảng A. Iran đứng ở vị trí thứ hai. Ở bảng đấu này thì Ấn Độ không thể góp mặt ở vòng đấu thứ hai. Buổi trận đấu giữa nữ Trung Quốc và nữ Iran ngày hôm nay của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Gọi chúng tôi là Thể Thao TV. Đang gặp nhau trong bản tin Thế giới thể thao ngày 22 tháng 5 của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những thông tin thể thao đáng chú ý sau đây.